lại 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 chào tiếng hát âm nhạc nha. Hello hello, chào mọi người, chào tiếng hát âm nhạc. Mẹ con đeo này cho mẹ con ăn đi. Ngồi không. Hello cả gia đình. Hello. Hello mọi người ơi, chúc mọi người đầu tuần chia sẻ đi, chia sẻ, chúc mọi người đầu tuần an lành, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn nha. Thành công nha. Công việc được thuận lợi nha. Hello Nguyễn Ngọc Quỳnh, hello gia đình thân yêu. Hello. 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 Mời gia đình uống cà phê. Mời gia đình uống cà phê. Uống cà phê nè. Hello Nguyễn Ngọc Quỳnh. Hello, hello. Đây có gì bán đó đi. Có gì bán đó đi. Có gì bán đó, có gì bán đó. Để ở trên kia rồi, không có để ở dưới này, cho nên là hôm nay like cái gì có cái gì bán cái đó nha mọi người ơi. Nè, chào 12 người, hello. Trời mưa nè, có ai ăn bánh xèo không? Có ăn bánh xèo bánh khọt gì không? Trời mưa có ai bánh xèo bánh khọt gì không nè? Mời dạy gia đình uống cà phê nha. Sao nó cứ kết nối chậm hoài, cái điện thoại này chắc nó muốn mình đổi điện thoại khác hay sao á trời. Okay. Gia đình ơi, gia đình chia sẻ like giúp Hoa nha. Chúc cho gia đình của mình có một ngày đầu tuần công việc được thuận lợi nè, vui vẻ nè, nhiều sức khỏe nè, may mắn nha. Hai mươi người rồi. Cảm ơn đại gia đình thân yêu, cảm ơn rất là nhiều. Phượng La, hello Phượng La, gì con? Hello Phượng La, nè đứa này cho mẹ con ăn đi nè. Trong biển thì là còn dư ăn hết, ăn đi. Có ăn chay được á, có ăn chay được á, 24 người. Hello gia đình, chúc gia đình mình có một ngày đầu tuần nè, công việc được thuận lợi nè, nhiều sức khỏe nè. Được gặp nhiều may mắn nha, bình an, thân tâm an lạc. Tina Trần, Phan My. Hello Tina Trần. Buồn như con chuồn chuồn. Buồn như con chuồn chuồn. Buồn như cái con chuồn chuồn. Giờ này gia đình ăn cơm hết rồi đúng không? Thoa là giờ này uống cà phê, chưa ăn gì hết. Sáng giờ mọi người chưa ăn gì hết, trời mưa là muốn bệnh ha cả nhà ha. Trời mưa là ai cũng muốn bệnh hết. Hello đại gia đình thân yêu. Gia đình ơi, Thoa đó thì mỗi năm Thoa cũng vẫn có bán bánh trung thu luôn nha. Nhưng mà cái đẹp xuống rồi, cái đẹp xuống rồi. Người đẹp xuống đời trả lại. Hello Quanh, chút xíu nữa chị qua nha. Chị kêu con chạy qua, hôm qua chị lu bu quá. Quá trời lu bu rồi, không có nhà luôn rồi chị tới tó hù. Mai lát nữa con chạy qua em nha Quanh nha. Hello gia đình ơi, rồi anh ngồi đi. Đây, ai ăn bánh xèo, bánh khọt thì ghé 58 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10 ăn nha. Ừ, ok em yêu. Đây mọi người,
quán bánh xèo bánh khọt nhà Thoa. Mưa, trời mưa. Mọi người ơi, trời mưa có ai ăn bánh xèo bánh khọt gì đó thì alo Thoa sẽ ship tận nơi nha. Ai ăn bánh xèo bánh khọt thì alo Thoa sẽ ship tận nơi. Ra đây nó sáng chút xíu rồi, trong nó tối quá. Nha mọi người ơi, ai ăn bánh xèo bánh khọt thì alo, 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 alo. Hola, alo, hola, hola, alo. Em chào chị Lợi. Thì Thoa sẽ ship tận nơi cho mọi người nha. À, còn ai mà rảnh rỗi á, ở quận 10 á, rảnh rỗi thì đến 58 Hoàng Như Thương, phường 12, quận 10 nha. Hello con Nhất Thương, con khỏe không? Con khỏe không? Nhất Thương khỏe không nè. Rồi, Thoa chúc cho đại gia đình của chúng ta có một ngày đầu tuần nè, công việc được thuận lợi nè, được vui vẻ nè, thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều may mắn nha mọi người ơi. Thứ hai con, thứ hai gì con nói gì nó chạy lên mà không có đọc được. Ừ, Chí Thiện. Đó. À, chào con, chào con Chí Thiện. Thứ hai con lên ghé thăm gia đình. Thứ hai tuần sau hả? Thứ hai tuần sau lận hả? Bữa nay là thứ hai rồi nè, vậy là thứ hai tuần sau đúng không? Thứ hai tuần sau đúng không? Rồi, gia đình mình đầu tuần vui vẻ nha. Trời mưa mọi người ơi nè, mọi người thấy không, trời mưa, trời đang mưa, trời đang mưa, trời mưa ăn bánh xèo bánh khọt là nhức nách nha. Ăn bánh xèo bánh khọt là nhức nách. Ờ, ok con, cảm ơn con Nhất Thương, cảm ơn con nha. Nghe rõ không gia đình ơi? Gia đình ơi, thật ra thì bớt lửa là quá thôi à, bớt lửa bớt lửa. Thật ra đó thì Thoa đó mỗi năm Thoa đều bán bánh trung thu, bánh trung thu nhà của Thoa làm, nhưng mà đặc biệt cái là bà cô của Thoa, hello em Liễu, Liễu Nguyên nha, Nguyễn Giờ nha. Đặc biệt cái bánh trung thu ở nhà Thoa đó là làm mỗi năm là tới mùng 1 tháng 8 đã mới làm lận. Mùng 1 tháng 8 mới làm lận mọi người. Cho nên là Thoa bán rất là trễ. Đó, Thoa bán bánh trung thu rất là trễ. À, thay vì mùa này là nhiều, rất là nhiều người bán bánh trung thu rồi. Nhưng mà Thoa thì tới mùng 1 tháng 8 mới có bánh trung thu. À, hello em Hằng, hello anh Sạc. Cho nên là Thoa mong rằng mọi người cứ ủng hộ, ai ủng hộ, nhưng mà ai mà ủng hộ bánh trung thu cho Thoa đó thì là mùng 1 tháng 8 âm lịch là Thoa mới giao nha mọi người. Con qua thắp nhang cậu Năm. Ok con, trời ơi con qua đây đi, con qua đây đi, bàn thờ của cậu hoành tráng lắm. Ấm cúng, ấm cúng, đừng nói hoành tráng, bàn thờ của cậu bên này cũng ấm cúng lắm con. Ừ, con qua đây thắp, ha, thắp hương cho cậu. À, cả nhà ơi, thì cả nhà ăn bánh trung thu thoải mái đi, nhưng mà cả nhà đừng có quên ủng hộ Thoa bánh trung thu nha. Bánh trung thu của Thoa là Thoa tới mùng 1 tháng 8 mới xuất xưởng. Mới xuất xưởng là mọi người, tại vì bà cô của Thoa ngộ lắm, bà là toàn làm mối á, làm mấy chục năm rồi mọi người, mấy chục năm rồi làm mối á mọi người, cho nên là có mối sẵn hết rồi, cho nên là bà không có giống như là bà không, bà rất là, mình không biết nói sao, cũng hơi bị chảnh á, cũng hơi bị chảnh đó mọi người. Cho nên là hả, bà cứ là đúng mùng 1 tháng 8 bà mới làm, bà mới ra lò bánh trung thu, mà bánh nhà làm tuyệt vời luôn. Thoa nói thật với cả nhà là bánh thập cẩm, gà quay, vi cá rồi tuyệt vời luôn. Thoa bán là bánh thập cẩm nè, gà quay vi cá nè, hai trứng nè, và bánh bự nha mọi người. Bánh của Thoa là bánh bự á, bánh của Thoa hình như là tới 300 gram hay sao á, bánh bự lắm. Phải làm bánh bự lắm đó. Rồi nói chung cái giá cũng ok lắm mọi người. Rồi bánh hạt sen nè, bánh đậu xanh nè đó. Cả nhà ai ăn bánh trung thu thì ủng hộ cho Thoa. Thì tới cái ngày mùng 1 tháng 8 á, Thoa sẽ giao bánh cho mọi người. Cả nhà muốn ăn bánh nóng luôn, ở Sài Gòn muốn ăn bánh nóng ra lò cũng có luôn. Bánh nóng ra lò Thoa giao liền cho mọi người bánh nóng luôn. Thoa thì Thoa thích ăn bánh nóng. Thật sự á, là Thoa ăn bánh trung thu của bả rồi á, là Thoa không có ăn bánh trung thu của cô làm, mà không muốn ăn bánh trung thu ở đâu luôn á mọi người. Thật sự cái vị cái làm rất là đặc trưng và rất là ngon, Thoa bảo đảm với mọi người luôn á. Nhất là bánh thập cẩm, bánh thập cẩm gà quay di cá đó, bánh thập cẩm gà quay di cá hai trứng đó, trời ơi ngon lắm mọi người, rất là ngon luôn á. Thì mọi người ăn ủng hộ
mọi người đi rồi xong rồi cái ngày 1 tháng 8 cả nhà có ăn bánh trung thu á, thì cả nhà mua ủng hộ tha. Tại vì thật ra thì bánh trung thu là mùa này người ta phải mua rồi. Mua để làm gì? Mua để biếu mọi người, biếu. Hello Becky Trần, em khỏe không? Biếu mọi người, để biếu. Nhưng mà của Thoa thì thật ra thì biếu cũng được. Tại vì 1 tháng 8 thì tới 15 tháng 8 mới tới bánh trung thu lận. Nhưng mà cái bánh của Thoa là thường thường là ăn biếu cho những người mà người ta sành ăn. Rất là ngon, ngon lắm cả nhà. Thì mong rằng cả nhà ủng hộ cho Thoa cái bánh trung thu năm nay nha. Đó, ai ủng hộ bánh trung thu năm nay giúp Thoa thì cả nhà có thể nhắn tin cho Thoa nè, để Thoa chốt cái số lượng rồi Thoa sẽ đặt cô làm. Tại vì cô bả làm mối mà mỗi năm là bả làm mối những cái người mà ăn bánh của bả mấy chục năm rồi đó, rồi hả bả làm mối vậy đó, cho nên là hả bả không có làm giống như không có làm giảm như thị trường á mọi người, để bán trước bả không làm năn nỉ bả cỡ nào bả cũng không làm. Nó cô năm nay cô làm một cái số lượng cho con đi, riêng con đặt đó, giống như con đặt để con bán. Bà không làm là không làm mọi người, hát cho đó. Cho nên là thôi phải lệ thuộc bà trong mùng 1 tháng 8 âm lịch mới có bánh trung thu đó. Cảm ơn em Nguyễn Nhờ. Không mà chị nói ngon thiệt mà, chị nói ngon thiệt. Rất là nhiều người ăn bánh trung thu của chị rồi, rất là ngon luôn. Ở bên Mỹ đặt về cho gia đình cũng ngon luôn, thiệt ngon. Chị bảo đảm không ngon trả tiền lại, không ngon bảo đảm trả tiền lại cho mọi người luôn. Chị bảo đảm, tại vì á bánh thập cẩm á mọi người thường thường mình ăn mình ngán đúng không, mình rất là ngán, nhưng bánh của cô Thoa làm không có ngán nha. Thoa một mình Thoa ăn không á, anh Linh anh nói hoài Thoa chỉ lời ít thôi nha mọi người đó, thôi lời ít thôi cho nên là cái lời đó Thoa ăn không. Cái lời là để Thoa ăn không á, Thoa ăn bánh, đặc biệt là Thoa ăn bánh thập cẩm. Sao mà khi bà làm cho tới ngày mùng 1 Tết, quên mùng 1 tháng 8, bà làm cho tới là 13 tháng 8 là bà ngưng rồi, bà không có làm nữa. Rồi Thoa phải lấy một cái số lượng dư á mọi người. Một cái số lượng dư, hello em Sử Loan, lâu quá không gặp. Một cái số lượng dư, lấy dư ra để qua trung thu Thoa vẫn còn bánh Thoa ăn. Đó, Thoa vẫn còn bánh Thoa ăn. Rồi có một số người ta còn qua bánh Tết, người ta còn mua lại cái đó của Thoa nữa. Đó, ngon lắm mọi người, bánh trung thu thập cẩm và qua di cá của cô Thoa là xuất sắc luôn, nó thật sự luôn, rất là ngon. Đó, hello em khỏe hả? Dạ em chào chị Hiếu nha. Cho nên là cả nhà nhớ ủng hộ bánh trung thu giúp Thoa nha. Thoa bán, Thoa bắt đầu là ra lò, bánh ra lò là mùng 1 tháng 8 âm lịch nha mọi người. Mùng 1 tháng 8 âm lịch. Hello Thùy Dương, mùng 1 tháng 8 âm lịch nha mọi người. Ai mua thì ủng hộ cho Thoa. Ai đang bánh trung thu của Thoa rồi, ở đây hình như cũng nhiều nè, cho Thoa một cái feedback đi, bánh trung thu nhà làm rất là ngon luôn. Gì vậy, con tặng qua cho ai vậy hả? Đó, rồi mọi người ơi, chào Bước Lê nha. Mọi người ơi, trời đang mưa nè, không biết chỗ mọi người có mưa không. Bên Thoa thì mưa lớn rồi sáng giờ, nhưng mà bây giờ lắc rắc. Thì bây giờ mọi người ăn bánh xèo thì mọi người có order. Em nói để rau ở đây nè, nó nắng là nó héo hết, hôm qua nó héo ra cái rau. Cứ để cái xe đi rồi rau để trong này đi, để rau hư hết trơn. Mưa mà. Rồi hôm qua đó hư hết một mớ rau hả? Rất là xanh. Cả nhà ơi, ai đến 58 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10 ăn bánh xèo ủng hộ cho Thoa nha. Em nói gì vậy Sử Lan? Còn nếu mà ai mà cái gì em? Sử Lan nói gì vậy? Bữa giờ bán ổn không chị? Cũng chậm em. Nói chung là cũng chậm. Bên Hồng Phượng cũng chậm, bên chị cũng chậm. Nói chung là chậm. Bán chậm em ơi. Cũng không ổn lắm. Nhưng mà cố gắng chứ biết sao giờ. Bán cũng chậm. Mọi người ơi, ai ăn bánh trung thu, quên, ai ăn bánh xèo thì ghé. Trời ơi, cháu nội nè mọi người, con chào ông bà cô bác đi. Chào bà cô bác. Cháu nội á, cháu nội thôi đó mọi người. Ai ăn bánh xèo thì alo điện thoại hoặc nhắn Messenger cho Thoa 0329805178 hoặc 0856973176 thì Thoa sẽ xuyến tận nơi cho mọi người nha. Còn
Vũ Phương, phường 12, quận 10. Không có xe ủng hộ cho Mai nha, cả nhà. Thôi cũng bận quá nên tao không có like bán hàng đó. Thì Dương có gia đình phiên tòa mai. Ngày mai, ủa ngày mai đâu có phiên tòa gì đâu em. Ngày mai có phiên tòa gì đâu. Ngày mai đâu có phiên tòa gì đâu. Thì Dương cảm ơn em nha. Ngày mai đúng 15 ngày đó cơ. À vậy hả? Cảm ơn em nha, chị cảm ơn lời chúc của em. Idol vậy em. Mộ ghê. Mình ở trong nhà mà mình không biết gì hết, nhiều lúc mình còn không hay không biết gì hết mà ở ngoài họ hay thì họ tung những cái tin thất thiệt thì không. Giống như là thay mặt pháp luật cũng vậy đó. Giống như thay mặt pháp luật để công bố đưa tin này kia nọ hộ. Hộ thiệt chứ. Chào Nguyễn Thanh Hiếu nha. Chào Cherry Kiều nha. Chào Bọc Nguyễn nha. Chào đại gia đình thân yêu. Coi tối nay có thể là Thoa sẽ like YouTube nha mọi người. Kem chống nắng nè, kem dưỡng da body này kia nọ tùm lum hết, mọi người ủng hộ cho Thoa nha. Và nhớ là ăn bánh su ở đâu thì cứ ăn thoải mái đi, cứ mua ủng hộ thoải mái mọi người ơi. Nhưng mà nhớ dành cho Thoa một suất. Dành cho Thoa một suất bánh trung thu của nhà Thoa làm nha. Không phải là Thoa làm, Thoa không có giỏi tới mức độ vậy đâu, nhưng mà của bà cô của Thoa làm. Bà cô ở bên nội Thoa, bà con trời ơi đã làm bánh mấy chục năm trời, phải nói là xuất sắc luôn mọi người. Xuất sắc, phải nói thật sự với mọi người luôn, xuất sắc. Xuất sắc luôn đó. Cho nên là mọi người ăn thử đi, ăn thử một lần sẽ ghiền. Bánh trung thu là ăn là ghiền đó. Ăn là ghiền. Thôi còn muốn đặt, phải chị bà chịu làm sớm sớm á. Bà mà chịu làm sớm sớm cho Thoa là Thoa sẽ đặt cái thương hiệu luôn. Bánh trung thu là ăn là ghiền. Ăn là ghiền đó. Bánh thập cẩm đèo quay di cá của bà cô Thoa làm là ăn là ghiền. Chỉ có ăn là ghiền thôi chứ không có nói gì ở đây hết trơn á. À rồi, ai ăn bánh xèo bánh khọt thì ghé 58 Hoàng Duy Hương, phường 12, quận 10 nha. Còn ai muốn ship thì alo Thoa sẽ ship tận nơi cho mọi người luôn nha. Thoa cảm ơn gia đình rất là nhiều. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều thời gian qua đã ủng hộ Thoa nè, ủng hộ Hồng Phượng nè, mua hàng nè, rồi đặt đồ ăn nè, rồi từ thiện nữa nè đó. Thoa cảm ơn gia đình rất là nhiều nha, cảm ơn nhiều lắm. Buồn ơi mưa buồn, mưa hoài. Chào Hoa Cúc nha. Đi vô đây nó tới hùa, mọi người thấy không? Đi vô đây cái nó tới hùa. Hả? Thuốc hả? Anh có bỏ được bớt em chưa? Không, bỏ luôn rồi. Không, biết là bỏ đi coi trong bớt em có không? Không có. Có luôn hả? Bỏ la đi. Chắc ở trên lầu sao ta? Quán rẻ không? Hello Hoa Cúc nha, rồi đợi em chút đi. Anh cứ uống từ từ đi. Hello. Cho anh hai cái trái tim. Cái mặt anh có hai cái trái tim. Thôi đừng quên được. Anh tỉnh lên mới vừa dậy xuống ngồi uống cà phê á mọi người. Đang uống cà phê. Em có ngủ đường coi.
Rồi mọi người ơi, cho em hai cái hũ hũ tóc đi. Đây thuốc bị đâu vậy? Hả? Thuốc của em đem xuống uống á. Nè cả nhà, ủ tóc nè cả nhà. Ủ tóc của Transimi nè cả nhà. Ủ tóc của Transimi Transimi rất là thơm nha mọi người. 50 ngàn hũ à, thơm lắm. Quá thơm luôn á, 50 ngàn một hũ. Ủ tóc của Transimi. Ai lấy thì comment cho Thoa nha. Thoa còn 2 hũ à. Còn 2 hũ à mọi người. Ủ tóc 50k của Transimi nha cả nhà. Dasha 2026 rồi. Cái này là cái xịt body. Xịt body Body what? Victoria Secret. À, để đó đi anh, em chưa like đâu. Like bán hàng phải sắp xếp đồ đạc này kia nọ đầy đủ mới like chứ. Không có like được. Thôi có cái này nè, cả nhà không biết có. Thôi có cái collagen. Collagen mà mình uống để cho tóc á, để cho mình mọc tóc ra, dành collagen đặc biệt dành cho tóc. Collagen đặc biệt dành cho tóc á mọi người. À, mình uống để cho mình ngăn ngừa rụng tóc, không nó giảm bớt cái tình trạng rụng tóc cho mình, rồi nó kích thích mọc tóc ra, nó cho mình mọc tóc ra đó mọi người. Cái collagen đó nó là dạng gói, trong cái hộp nó 20 gói để Thoa lấy ra cho. Thoa còn ít à. Đây mọi người, hello con Thanh Phạm nè. Đây cả nhà, đây là cái collagen mọc tóc, kích thích mọc tóc, uống ngăn ngừa rụng tóc nè mọi người. Ngăn ngừa rụng tóc và mọc tóc, giúp cho mình mọc tóc á mọi người đó. Đây là collagen dành cho tóc. Đây mọi người, đây. Nó không phải là thuốc, nó là thực phẩm bổ sung nha mọi người. Trong một cái hộp như vậy là nó 20 gói nha. Trong một cái hộp như vậy là 20 gói. Hàng này hàng của Korea nha mọi người, của Korea nè mọi người, của công ty đâu đó đàng hoàng luôn mọi người, của công ty luôn nha mọi người. Đây Thoa đang uống nè mọi người, Thoa đang uống ở trong cái hộp như vậy á, mỗi một ngày cả nhà uống 2 gói. À, tối một gói, giống như chiều tối một gói, chiều một gói, sáng một gói nha mọi người. Đó, mình pha nó giống như nước cam vậy đó. Pha nó uống giống như nước cam vậy đó mọi người. Đó, mình uống là nó sẽ ngăn ngừa rụng tóc cho mình và nó kích thích mọc tóc nha cả nhà. Đây à, một gói pha với nước đun sôi nha cả nhà. Mình để nguội đó, pha với nước đun sôi, không nước đun sôi luôn. Một gói mình pha với 150 hoặc 200ml đó, nước đun sôi. Rồi mình để nguội, có thể mình tăng giảm tùy khẩu vị của mình, khuấy đều và thưởng thức. Cứ như mình muốn uống nó đậm đặc thì mình để lượng nước nó ít thôi. Đó. Một gói, của một ngày có một gói hả ta? Một ngày có một gói hả mọi người ơi? Cái này một ngày một gói thôi gia đình ơi, một ngày nó có một gói à, nó có hướng dẫn ở đây nè mọi người. Pha một gói đó. Thì cái này là nó có cái mùi thơm đặc biệt lắm, vị thanh dễ uống lắm mọi người. À, hello, hello gia đình mới vào nha. Đó, cái này rất là ok luôn nha cả nhà, uống là nó sẽ kích thích mọc tóc. Thôi đang uống cái này nè, thơ tóc thơ rụng dữ lắm, nhưng mà thôi uống cái này thôi cảm thấy tóc thơ giảm rụng rất là nhiều luôn, và nó mọc những cái tóc con ra nè mọi người, nó mọc tóc con ra nha. Cái này nè, nó là dành cho tóc nè mọi người, thấy không, có chữ hết là dành cho tóc. Cái này thì Thoa bán một cái combo nha mọi người. Một combo của nó là 5 hộp. Cả nhà mua một combo 5 hộp, Thoa bán giá yêu thương cho mọi người luôn là 300k. 5 hộp 300k là chả như là một hộp có 60k thôi. Phải không anh? 6 lần 5 30 thôi. 30
chỉ có 30 gram một hộp thôi. Mua bán combo đây là giảm giá nha mọi người, chứ giá nó không phải giá này đâu. Giá của nó một combo tới 5-600 ngàn lận đó. Nhưng mà thôi bán một combo 5 hộp là 300k. Thôi chỉ có vài combo nó hết rồi. Thôi còn khoảng 4 combo nữa là hết rồi mọi người. Còn 4 combo nó hết. Ai lấy thì comment cho Thoa nha. Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. Cái này bán ok lắm mọi người. Uống rất là ok. Chào Nga Nga nha. Chào Kim Quỳnh nha. Chào Ngọc Hoa Quỳnh nha. Chào Dĩ Thương nha. Rồi, chào Nguyễn Kim Loan. Cái này là cái collagen dành cho tóc, đặc biệt dành cho tóc. Dạ, em chào chị Hạnh Nguyễn. À, chào Hạnh Nguyễn nha. Đó, nó ngăn ngừa rụng tóc và nó kích thích mọc tóc ra cho mình nha. Ai tóc ít uống cái này tóc nhiều nha, tóc mọc ra nhiều. Mỗi một ngày uống một gói vậy thôi mọi người, một gói thôi đó. Mình pha với nước đun sôi đó, pha với nước đun sôi rồi mình để cho nguội xong mình uống. Mình muốn uống đá thì bỏ tí xíu đá vô mình uống đó. Ngon, rất là ngon. Nó chua chua ngọt ngọt, cái hương nó thanh, nó chua chua ngọt ngọt, hương bưởi cam á mọi người, rất là dễ uống. Đây là collagen đặc biệt dành cho tóc. Thì cái này là Thoa bán hàng của công ty đẩy ra. Thoa đang uống là Thoa bán combo. Thoa bán combo cho mọi người. Bệnh rồi mọi người ơi. Bán combo cho mọi người, một combo là 5 hộp. 5 hộp là 300k. Một combo nó là 300k gồm 5 hộp nha mọi người. Mọi người mua 2 combo để dành uống đi, thật sự rất là ok luôn mọi người. Uống một cái thời gian thì mọi người sẽ thấy là tóc của mình sẽ ngăn gãy rụng nè, không có rụng tóc nữa và nó sẽ chuyện gì mà khâu dữ. Tóc để lửa lớn quá. À, nó sẽ kích thích mọc tóc cho mình. Đó, nó mọc tóc, nó sẽ mọc tóc ra cho gia đình, cho mình nha gia đình ơi. Và một combo là 300k thôi, giảm giá 50% luôn á. Một combo 300k thôi, còn khoảng 4-5 combo gì đó là hết rồi. Cả nhà nên mua cái này. Ai mà bị tình trạng rụng tóc nè, tóc ít nè, tóc hay gãy rụng nè, mình uống để bổ sung cái collagen cho tóc nha mọi người. Đây là chuyển dạng giống như collagen cho tóc, biotin lớp hết nè cả nhà. Đó, nó là biotin lớp hết luôn nha. Rồi từng phải làm hết trơn ta được cho nhiều người. Chưa có, hồi nãy 40-50 người luôn đó, giờ giảm lại đó chứ. Anh Linh nói giờ này người ta đi làm hết trơn mà like. Rồi, thôi bye bye gia đình nha. Chúc gia đình mình đầu tuần vui vẻ, ăn lành hạnh phúc và công việc được thuận lợi, gặp nhiều may mắn nha cả nhà. Thôi bye bye đi, hẹn gặp cả nhà tối nay trên kênh YouTube nha. Thôi sẽ like bán những cái hàng hiệu, những cái nước hoa thôi sẽ sell nè. Rồi những cái hàng hiệu thôi cũng sẽ sell cho gia đình mình luôn. Những cái hàng hiệu mỹ phẩm á cả nhà, tuyệt vời lắm. Thôi nói thật với cả nhà luôn á, mà cái giá rất là ưu đãi luôn. Cả nhà mua cái giá mà rẻ hơn ở ngoài thị trường 50% luôn. Tại vì rồi nè, cái da của Thoa, cả nhà biết Thoa làm, ví dụ khi Thoa không có chăm sóc da của Thoa, nhưng mà Thoa chỉ cần xài 1-2 ngày là cái da của Thoa nó mịn lại, nó mềm, nó mịn lại, nó trẻ lại liền luôn á, thật sự luôn á mọi người. Đó, cho nên là tối nay mọi người vô sang hàng hiệu mà giá bánh bèo. Hàng hiệu mà giá bánh bèo nha mọi người. Đó, rồi, bye bye cả gia đình nha. Bye bye.